Bộ Nội vụ vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Dung Công có lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Bộ Nội vụ và các cơ quan chuyên môn của Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương và Hội đồng Bầu cử Quốc gia giới thiệu tóm tắt về thông tư số 01 ngày 11 tháng 1 năm 2021 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Nghị quyết số 41 ngày 18 tháng 1 năm 2021 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử của đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hướng dẫn số 36 của Ban Tổ chức Trung ương quy định về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa 15, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và một số nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có liên quan. Thông qua hội nghị tập huấn, các địa phương sẽ bám sát các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, quy định của pháp luật và các kế hoạch triển khai, hướng dẫn về công tác bầu cử để tập trung nghiên cứu triển khai tốt việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.